Vũ trụ chứa nhiều bí ẩn, nhưng chúng không chỉ tồn tại ở những nơi xa xôi, ngay chính trong cơ thể của con người có những điều kỳ diệu mà các nhà khoa học đang dần khám phá ra. Bạn đang theo dõi video của Thời báo Việt, nếu thấy thông tin hữu ích, đừng ngại like share video bạn nhé, đăng ký kênh, bật biểu tượng hình quả chuông để nhận thêm những video hữu ích và thú vị cho bạn và gia đình. Mỗi người mất khoảng 35kg da trong cả đời. Theo một nghiên cứu được công bố năm 2011, lượng da mất đi mỗi giờ của chúng ta là 0,03 đến 0,09 gram. Con số nghe có vẻ nhỏ bé, nhưng khi cộng gộp cả cuộc đời, tổng cộng lượng da mất đi lên tới 35kg, bằng nửa trọng lượng của một người to cao. Hầu hết chúng tồn tại dưới dạng những mảnh nhỏ. Điều thú vị là dầu từ da rơi xuống có thể phản ứng với ozone có hại trong nhà, văn phòng và máy bay, giúp cải thiện chất lượng không khí. 2. Da nhăn nheo sau khi ngâm nước có độ bám tốt hơn. Trong môi trường ẩm ướt, da nhăn nheo có thể giúp tay bạn bám tốt hơn. Hiện tượng da ngón tay, ngón chân biến đổi sau khi ngâm nước lâu là kết quả của quá trình thẩm thấu. Nước bị hút vào tế bào da chết trong lớp biểu bì, khiến chúng sưng lên. Lớp da bị sưng đó vẫn bám chặt vào lớp bên dưới rồi nhăn lại do diện tích bề mặt tăng lên. 3. Khả năng cảm nhận màu sắc của phụ nữ tốt hơn đàn ông. Các nhà khoa học tại Đại học Newcastle, Anh tin rằng một số phụ nữ có thể nhìn thấy 99 triệu loại màu sắc. Trung bình, một người phụ nữ nhìn được số màu sắc gấp 4 lần so với đàn ông. 4. Rốn chứa hơn 2.000 loại vi khuẩn. Khi nói đến rốn, bạn đã bao giờ nghĩ có bao nhiêu vi khuẩn bên trong chưa? Rốn hoạt động như một nam châm, hút các mạch nhỏ ngẫu nhiên ở khu vực xung quanh. Do đó, các hạt bụi bong ra từ quần áo, tế bào da chết, dầu của cơ thể tiết ra và vi khuẩn vô hại có thể xâm nhập vào rốn. Theo các chuyên gia, có hơn 2.000 loại vi khuẩn đã được tìm thấy trong rốn. 5. Ngáp giúp cơ thể hạ nhiệt. Khi não trở nên quá nóng, ngáp có thể giúp hạ nhiệt, tăng nhịp tim và lưu lượng máu, cung cấp không khí để làm mát máu trong đầu. Thiếu ngủ và mệt mỏi có thể làm tăng nhiệt độ của não. Ngáp có thể làm mát não nhưng không giúp bạn tỉnh táo. Các bài tập kéo dài như ngáp làm tăng lưu lượng máu đến cơ bắp và khiến não sản xuất ra các hormone dễ chịu. 6. Chiều dài bàn chân bằng cẳng tay. Leonardo da Vinci, họa sĩ, kiến trúc sư, bác sĩ người Ý, dành nhiều thời gian đo lường và mô tả chính xác tỷ lệ cơ thể con người. Ông từng chia sẻ, chiều dài tối thiểu của bàn tay bằng chiều dài tối thiểu từ mắt cá chân đến ngón chân. Mặt khác, hầu hết bàn chân của mọi người đều dài bằng cẳng tay, tức là khoảng cách giữa khuỷu tay và cổ tay. 7. Giấc ngủ chiếm 1/3 cuộc đời con người. Giấc ngủ thường chiếm 1/3 thời gian cuộc đời bạn. Đến năm 90 tuổi, bạn đã tích lũy được khoảng 30 năm ngủ. Bạn dành 1/3 cuộc đời để ngủ, nhưng tổng cộng có tới 40% thời gian nhắm mắt. Khoảng thời gian này bao gồm cả khi bạn ngủ và chớp mắt. Bạn vừa theo dõi thông tin trên kênh Thời báo Việt, đăng ký kênh và bật biểu tượng hình quả chuông để cập nhật thêm những thông tin thú vị khác nhé.